Thưa quý vị, với số ca F0 được ghi nhận trong đợt dịch mới từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9, Hà Nam phát hiện 130 ca nhiễm COVID-19. Đáng nói là dịch đã xuất hiện trong khu công nghiệp và trường học, nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Các biện pháp ngăn chặn dập dịch đang được địa phương này triển khai như thế nào? Phóng viên VTC1 đã có cuộc phỏng vấn ông Trương Thanh Phòng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam. Thưa ông, ngành y tế Hà Nam cũng như chính quyền địa phương đã có những cái giải pháp triển khai để phòng chống và dập dịch ra sao, đặc biệt là tại các ổ dịch có số ca mắc lớn như trong khu vực trường học và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Tình hình hiện nay thì cũng còn phức tạp bởi vì chúng tôi phát hiện cả những ca ở ngoài cộng đồng và ở một số doanh nghiệp. Khi phát hiện những cái ca đầu tiên, đặc biệt là khi mà phát hiện ra cái ca liên quan đến các khu công nghiệp thì chúng tôi đã lập tức kích hoạt các cái biện pháp và phương án phòng chống dịch mà đã được xây dựng. Chúng tôi đã triển khai các hoạt động cụ thể như là truy vết thật nhanh để cách ly những trường hợp mà có liên quan đến những ca mắc, đồng thời là lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhất bằng các cái phương pháp là test nhanh kháng nguyên và real-time PCR, đồng thời để chúng tôi có thể là chẩn đoán được sớm, xác định được sớm những cái ca mắc COVID-19 và đưa đi điều trị kịp thời, đồng thời có kết quả để cũng giảm bớt cái vấn đề cách ly đối với những người và những trường hợp tiếp xúc gần. Việc nữa là chúng tôi cũng đã có cái thực hiện cái sự chỉ đạo là khoanh vùng gọn nhất có thể để dập dịch một cách hiệu quả nhất, để thực hiện cái giãn cách xã hội đối với thành phố Phủ Lý và một số cái xã phường thì chúng tôi đã mở cái ca mắc mà nó không nhiều hoặc là mới chỉ có một ca mắc chúng tôi có thể khoanh vùng được thì chúng tôi có cho phong tỏa. Thế còn lại một số cái phường mà có nhiều ca mắc hơn thì chúng tôi là thực hiện cái giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ. Đặc biệt là đối với một số trường học thì chúng tôi cũng đã cho các cháu cũng như là các giáo viên mắc là đi cách ly tập trung để điều trị kịp thời. Thế còn đối với giáo viên, học sinh mà là F1 thì chúng tôi có thực hiện các biện pháp cách ly triệt để. Được biết là hiện có một số lực lượng nhân viên y tế của các địa phương đã đến hỗ trợ Hà Nam trong việc truy vết, xét nghiệm và tiêm vaccine. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về vấn đề này? Thì đợt này cũng nhận được sự quan tâm của các cái địa phương như là Bắc Giang, Ninh Bình, Nam Định và gần đây là Hà Nội. Thì hiện nay là chúng tôi đã được đón là hơn 500 cán bộ y bác sĩ của các tỉnh bạn sang để hỗ trợ chúng tôi làm công tác xét nghiệm và công tác tiêm chủng. Thì cũng thưa với các đồng chí là đối với công tác xét nghiệm thì cơ bản hiện nay là đối với toàn bộ dân số của thành phố Phủ Lý và chúng tôi đã kết hợp các phương pháp thì chúng tôi đã có cái xét nghiệm tương đối là cụ thể là số lượng lấy mẫu hiện nay là được 430.000 người, trong đó là dân số Phủ Lý là 180.000 cộng với lại cái số lượng công dân của trên các khu công nghiệp mà chúng tôi đã tầm soát và cái số xét nghiệm mà dương tính đến thời điểm này của chúng tôi được ghi nhận là 130 ca mắc. Công tác tiêm chủng dự kiến để đến ngày mai và chúng tôi đã tiêm hết cái lượng vaccine được cấp. Xin cảm ơn ông về những thông tin chia sẻ vừa rồi. Y tế nhanh chóng hoàn thiện bộ tiêu chí hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát cái hậu quả dịch COVID-19. Khoảng ngày 30 tháng 9, các địa phương tùy tình hình cụ thể để quyết định địa bàn nào được nới lỏng giãn cách và tiếp tục kiểm soát dịch có hiệu quả. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi chủ trì họp trực tuyến toàn quốc, ban chỉ đạo với các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra ngày hôm nay. Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ban chỉ đạo thống nhất chuyển chủ trương từ không Covid sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 để thực hiện phòng chống dịch có hiệu quả, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thì tôi đề nghị Bộ Y tế là tiếp tục tiếp thu ý kiến của các đồng chí đóng góp ngày hôm nay, rồi lấy thêm ý kiến của các nhà khoa học, các nhà chuyên môn để phản biện thêm, rồi để hoàn thiện, nhanh chóng hoàn thiện ban hành cái này. Để báo cáo các đồng chí thế. Và các ông chí căn cứ vào cái này để trên cơ sở đấy các ông chí có cái quyết định cái nới lỏng giãn cách xã hội để trên cơ sở đấy chúng ta thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội thì cố gắng là trước và sau ngày 30 tháng 9. Thủ tướng yêu cầu không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phải nhất quán, kiên trì trong lãnh đạo chỉ đạo, áp dụng linh hoạt vừa tập trung vừa phân tán, căn cứ đặc thù của từng địa phương, thời điểm. Thấm nhuần phương châm, một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất hàng triệu đồng chống dịch, chưa kể đến sức khỏe, tính mạng và nhiều mất mát khác. Đối với các bộ ngành địa phương, Thủ tướng yêu cầu thành lập ngay các tổ công tác về phục hồi, phát triển kinh tế xã hội do người đứng đầu làm tổ trưởng, xây dựng kế hoạch khôi phục, phát triển kinh tế xã hội phù hợp với đặc điểm, tình hình. Song song với cái khen thưởng,
này thì lại phải, tức là phải phòng chống cái tiêu cực tham nhũng, cái lợi ích nhóm rồi là lợi ích chính sách để mà trục lợi. Bộ Công an phải vào cuộc để làm sớm cái này, rồi thanh tra, rồi các cơ quan thì cũng phải vừa làm vừa phải kiểm tra, phải giám sát báo cáo với các ông chí. Đây là một phương thức lãnh đạo của Đảng thôi. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan chủ động chuẩn bị vaccine, thuốc điều trị, trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch cho thời gian trước mắt và cả trong những năm tiếp theo. Các bộ ngành phối hợp soạn thảo sớm ban hành quy định mới về công nhận hộ chiếu vaccine, ra soát quy định về xuất nhập cảnh, tạo điều kiện tối đa cho các chuyên gia, lao động nước ngoài nhập cảnh làm việc tại Việt Nam. Sau gần 60 ngày giãn cách xã hội, Hà Nội đã bước sang ngày thứ 5 thực hiện nới lỏng giãn cách. Cùng với việc điều chỉnh những biện pháp phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ được hoạt động trở lại phải đảm bảo điều kiện bắt buộc, đó là tạo điểm quét mã QR để khách đến mua hàng có thể ghi nhận sự có mặt và khai báo y tế. Số lượng các điểm đăng ký quét mã do đó đã tăng mạnh. Chợ Mỹ Đình sau những ngày giãn cách, bất cứ ai vào chợ đều phải thực hiện việc quét mã QR. Nằm ở khu vực giáp ranh giữa Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm nên số lượng khách vào chợ khá đông, nhưng sau 5 ngày được yêu cầu thực hiện, cả người đi chợ và tiểu thương đều thực hiện việc quét mã QR một cách thành thục và hợp tác. Tôi cai và quét cái này là rất tiện lợi. Tôi không quét cái đấy thì tôi không được vào chợ. Trước kia khi áp dụng chỉ thị 16, nơi đây kiểm soát người đi chợ bằng phiếu, nhưng giờ đây với số lượng khoảng 800 lượt người đi mỗi ngày, đặc biệt tập trung vào buổi sáng hoặc sau giờ tan tầm, nên việc sử dụng quét mã QR đã hạn chế được tình trạng ùn ứ phía cổng chợ. Khách vào chợ đều phải coi như đo thân nhiệt và quét mã QR. Trong quá trình triển khai cũng có những khó khăn như người dân hoặc tiểu thương nhỏ lẻ còn lúng túng hoặc thờ ơ với quy định này. Do vậy, các phường tại quận Nam Từ Liêm đã hỗ trợ hướng dẫn cũng như tuyên truyền nhắc nhở để tiểu thương hiểu được tầm quan trọng của việc cài đặt mã QR. Đến nay, 3 trung tâm thương mại, 4 siêu thị, gần 250 cửa hàng tiện lợi và 12 chợ trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đều triển khai nghiêm túc nội dung này. Điểm mà bán hàng thì là phải xây dựng các phương án theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. Cái thứ hai là hướng dẫn các khách hàng trong quá trình triển khai mua bán ở đơn vị và kiểm soát nhân viên để theo chế độ làm việc và kiểm soát chặt chẽ theo công tác phòng chống dịch, cũng như là thường xuyên phối hợp cùng với quận trong việc mà điều tra truy vết trong quá trình triển khai thực hiện. Ngoài những địa điểm thực hiện nghiêm túc như tại quận Nam Từ Liêm thì vẫn còn một số nơi người bán hàng vẫn thờ ơ với quy định quét mã QR. Theo yêu cầu của thành phố Hà Nội, không chỉ cơ sở kinh doanh mà tất cả các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất đều phải cài đặt mã QR code. Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương sẽ dừng hoạt động đối với những cơ sở không thực hiện việc cài đặt mã QR. Thành phố đã kiên quyết chỉ đạo các sở, quận, huyện phải vào cuộc để đồng bộ các giải pháp. Ví dụ như là nếu đấy là một điều kiện tiên quyết là trong thực hiện phòng chống dịch mà đã quy định trong các văn bản của thành phố thì các cơ sở kinh doanh đấy phải thực hiện. Mã QR là công cụ nhằm truy quét giúp người nhiễm hoặc có nguy cơ nhiễm COVID-19 được tiếp cận với dịch vụ y tế để xét nghiệm, phát hiện và điều trị sớm. Đồng thời, đây cũng là công cụ để cơ quan quản lý thuận lợi trong công tác truy vết, khoanh vùng kịp thời nếu phát hiện nguồn lây. Theo số liệu của Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, từ sau khi Hà Nội mở cửa trở lại, trung bình mỗi ngày tại thủ đô đã có thêm khoảng 5.000 địa điểm đăng ký quét mã QR. Tổng số địa điểm quét mã QR đến ngày 23 tháng 9 là gần 360.000 địa. Với những tin tức đáng quan tâm khác, chiều hôm nay Liên Bộ Tài chính Công Thương đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày một lần. Theo đó, giá xăng tăng lên mức cao nhất trong 3 năm qua, được cho là sẽ tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh sản xuất còn đang ngưng trệ do đại dịch. Theo Liên Bộ Tài chính Công Thương, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 548 đồng trên 1 lít, xăng E5 RON 92 tăng 573 đồng trên 1 lít. Mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 20.716 đồng trên 1 lít và xăng RON 95 là 21.945 đồng trên 1 lít. Như vậy, giá các mặt hàng xăng trong nước đã có lần tăng thứ hai liên tiếp.
Riêng với xăng E5 RON 92, giá tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2018. Ngoài ra, giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng khá mạnh. Sau khi điều chỉnh, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel là 16.586 đồng trên một lít, dầu hỏa là 15.643 đồng trên một lít và dầu mazut là 16.580 đồng trên 1 kg. Thông tin về việc tiếp tục tăng giá xăng dầu đã khiến nhiều người dân lo lắng trong bối cảnh kinh tế đang ảm đạm như hiện nay. Vận chuyển thuê bọn em cũng quan tâm đến giá xăng, bởi vì xuống được bao nhiêu bọn em được thêm ngày công được từ từ đấy mà. Mà giá xăng nó mà lên thì bọn em cũng gọi là mất chút ít ngày công. Thật ra là giá xăng dầu thì cũng có đấy, bởi vì là có một thời điểm mà xăng xuống rất là thấp, nhưng mà bây giờ cao quá. Hôm nào mà đi làm nhiều thì đổ 2 lần. Còn hôm nào mà đi làm ít thì đổ 1 lần. Sống bằng đều kiểu đổ xăng mà. Nếu mà xăng càng rẻ càng tốt, còn nếu mà nó đắt lên thì cũng khá là khó khăn. Phân tích việc tăng giá xăng dầu lần này, các chuyên gia cho rằng sản xuất kinh doanh tiêu dùng của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ngay tức thì. Chúng ta biết rằng là cái giá xăng dầu ấy, khi mà nó tăng lên ấy, thì nó không chỉ ảnh hưởng đến cái tốc độ tăng trưởng của cái hồi phục của cái nền kinh tế, mà vấn đề ấy là nó cũng ảnh hưởng đến cái hoạt động của tài chính tiền tệ trong nền kinh tế quốc dân, đặc biệt là ảnh hưởng đến cái tăng giá của các cái mặt hàng mà có sử dụng nhiều xăng dầu, và đồng thời tăng giá ở nhiều cái mặt hàng khác do cái giá điện, giá xăng dầu nó tăng lên. Đồng thời thì chúng ta cũng biết rằng là cái mức độ ảnh hưởng của cái giá xăng dầu đến cái đời sống của người dân cũng như đến cái rổ lạm phát nó cũng tương đối lớn. Ở kỳ điều chỉnh lần này, Liên Bộ Tài chính Công Thương tiếp tục không trích lập quỹ bình ổn giá đối với xăng E5 RON 92, tuy nhiên lại trích quỹ cho xăng RON 95 là 150 đồng trên 1 lít, dầu diesel và dầu hỏa cùng là 200 đồng trên 1 lít và dầu mazut là 100 đồng trên 1 kg. Đồng thời, Liên Bộ chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 850 đồng trên 1 lít. Theo thông tư 16 năm 2021 vừa được Bộ Giao thông Vận tải ban hành, từ ngày 1 tháng 10 tới đây, những xe kinh doanh vận tải đến 9 chỗ ngồi như xe taxi, xe công nghệ sẽ được tăng chu kỳ đăng kiểm theo quy định mới. Đây sẽ là giải pháp tháo gỡ khó khăn rất lớn đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải trong bối cảnh họ đang bị thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19. Theo quy định mới, ô tô chở người các loại đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải có thời hạn sản xuất đến 5 năm. Chu kỳ kiểm định lần đầu sẽ là 24 tháng, tăng 6 tháng so với quy định hiện nay. Các chu kỳ kiểm định tiếp theo có thời hạn 12 tháng mỗi lần, tăng 6 tháng so với quy định cũ. Tuy nhiên, sau thời hạn 5 năm và đối với xe đã sản xuất trên 5 năm, chu kỳ đăng kiểm định kỳ vẫn là 6 tháng mỗi lần như hiện nay. Chu kỳ đầu chỉ áp dụng đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng kiểm định lần đầu trong thời gian 2 năm tính từ năm sản xuất. Đối với các loại xe ô tô dưới 9 chỗ có cải tạo, thời gian đăng kiểm vẫn được giữ nguyên là 12 và 6 tháng như hiện nay. Về phía doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi cũng rất là vui khi nhận được cái thông tin này. Thì nó sẽ giúp ngắn cái thời gian mà chúng tôi phải đăng kiểm cái xe, giảm chi phí. Cũng như là chúng tôi cũng sẽ ý thức hơn trong cái quá trình kiểm tra thường xuyên hơn cái xe. Trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh còn cao, việc điều chỉnh chu kỳ kiểm định không những giúp giảm chi phí đăng kiểm cho tổ chức và cá nhân, mà việc giảm tần suất đưa phương tiện đến thực hiện kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới còn làm giảm rủi ro nhiễm bệnh cho cả người điều khiển phương tiện và đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm. Cũng phải khuyến cáo các cái chủ phương tiện khi mà giãn cái chu kỳ kiểm định đối với xe kinh doanh vận tải thì cũng phải quan tâm hơn đến cái công tác sửa chữa và bảo dưỡng. Bởi vì những cái xe kinh doanh vận tải là có các cái cường độ vận hành nó rất là cao. Chính vì vậy mà phải quan tâm hơn để đảm bảo cái yếu tố an toàn về kỹ thuật. Thông tư mới cũng quy định chu kỳ đăng kiểm 3 tháng một lần đối với các loại xe như ô tô chở người các loại trên 9 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên, kể cả loại chở người trên 9 chỗ đã cải tạo giảm xuống thành chở người đến 9 chỗ, ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên, kể cả ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng. Ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người sản xuất từ 15 năm trở lên. Thông tư mới cũng đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục kiểm định để phù hợp với thực tế, cũng như quy trình kiểm định theo khuyến nghị của Tổ chức Đăng kiểm Ô tô Quốc tế CITA.
Tiếp theo là những tin tức trật tự an toàn giao thông. Trong tuần qua, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết, 2 người bị thương xảy ra tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã khiến dư luận hết sức bức xúc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các nạn nhân điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái. Đáng chú ý, các nạn nhân đều là thanh thiếu niên. Vụ tai nạn xảy ra vào đêm khuya ngày 21 tháng 9 tại tuyến đường khu vực Hạ Khê, xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê giữa 4 xe mô tô do các cháu thanh thiếu niên điều khiển đi chơi trung thu. Hậu quả làm chết 5 người, bị thương 2 người, trong đó một người trong tình trạng say rượu. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ và huyện Cẩm Khê kiểm tra tình trạng nồng độ cồn và ma túy trong máu đối với các nạn nhân. Bên cạnh đó, kiểm tra tình trạng đội mũ bảo hiểm của nạn nhân và xác minh dấu hiệu đua xe trái phép dẫn đến hậu quả vụ việc. Đồng thời, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng khuyến cáo về tình trạng gia tăng các vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên. Các địa phương ngoài việc tuyên truyền phải kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đối với lứa tuổi này. Thành phố Đà Nẵng dự kiến nới lỏng giãn cách xã hội áp dụng chỉ thị 19 vào đầu tháng 10. Do đó, ngành giáo dục địa phương cũng đã lên phương án đón hàng ngàn giáo viên học sinh bị kẹt ở các địa phương khác trở về thành phố làm việc và học tập vào thời gian tới. Cô giáo Kim là một trong số 8.000 giáo viên, học sinh tại Đà Nẵng bị kẹt ở 55 tỉnh, thành phố trên cả nước. Không thể trở về thành phố dạy học và học tập khi năm học mới bắt đầu hơn 2 tuần nay. Hiện tại tôi đang bị mắc kẹt ở Hà Tĩnh và tôi vừa nhận được công văn hướng dẫn cụ thể từng đối tượng với từng múi giờ khác nhau. Khi trở về Đà Nẵng thì tôi rất vui và xin cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện cho tôi để được trở về Đà Nẵng công tác. Hiện các trường trên địa bàn Đà Nẵng đã hoàn tất rà soát, thống kê số lượng giáo viên, học sinh bị kẹt ở các địa phương, gửi Sở Giáo dục Đà Nẵng. Đồng thời liên hệ đến từng thầy cô giáo, phụ huynh, thông báo kế hoạch đón về của thành phố. Có hai phương thức trở về gồm tự túc bằng ô tô, xe máy, máy bay hoặc yêu cầu thành phố hỗ trợ phương tiện ô tô, tàu hỏa. Trường chúng tôi là có 46 em là tổng cộng là đang mắc kẹt tại các tỉnh thành khác. Thì hiện nay thì cũng theo chỉ đạo của Sở Giáo dục thì chúng tôi cũng đã lập danh sách chuyển về cho Sở Giáo dục. Về cái chuyện là các em đang mắc kẹt tỉnh khác thì hiện nay thì Sở Giáo dục cũng đang có cái kế hoạch mà để đón các em về bằng phương tiện tàu lửa. Thì ngày hôm qua chúng tôi cũng đã một lần lại rà soát lại đấy để phụ huynh đồng ý về để phối hợp với nhà trường với lại Ủy ban Nhân dân thành phố để đưa các em về. Tuy nhiên đáng chú ý chỉ những trường hợp ở vùng xanh, vùng cam, vùng vàng mới được đón về và quản lý cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Sở Y tế địa phương. Còn giáo viên, học sinh thuộc vùng đỏ ở các địa phương bị kẹt lại vẫn tiếp tục dạy, học trực tuyến như trước. Chúng tôi đã có thống kê sơ bộ thì có cả gần 8.000 học sinh hiện nay đang ở các địa phương. Thì theo đó chúng tôi đang làm cái việc là thống kê chi tiết họ tên học sinh, địa chỉ các em hiện ở, cái vùng mà các em hiện ở là đang nhận định đánh giá là vùng xanh, vùng đỏ hay vùng cam để chúng ta có cái phương án đưa các em về. Thành phố Đà Nẵng dự tính sẽ đón khoảng 8.000 giáo viên, học sinh và khoảng 6.000 người thân trong hai đợt. Đợt 1 kéo dài từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 năm 2021. Đợt còn lại sẽ được tính toán trong thời gian phù hợp.